Điện tử Cao Phong xin mến chào các bác. Hôm nay em lại lên sóng cho bác một quả súp hơi hàng bãi của Đức, đời cao nhất, model cao nhất của súp hơi B3. B3X18BI. Vâng, tất cả các đời X từ loa full đến loa súp là đời cao nhất. Nó cho tiếng súp cực kỳ phê, phải nói là mắc phê luôn. Bác nào muốn tiếng hay, bát đánh uy lực đấy, thì các bác liên hệ sớm để sở hữu cho mình một quả súp hơi đời X này. Đời cao nhất của súp B3. Súp B3 thì nó rất là lý tưởng, tiếng đánh cực kỳ là uy lực, hình thức đẹp xuất sắc các bác nhé. Những quả súp bát 50 từ 22 côn 100. Bác nào muốn quan tâm đến nội thất thì nán lại một chút nữa, Cao Phong sẽ mở cái bát ra để cùng các bác chiêm ngưỡng cái nội thất của cặp súp quả súp này. Bát 50 từ 22 côn 100, hàng bãi xịn và đời cao nhất, model cao nhất của súp B3. Được thiết kế cái kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Dòng súp bát mặt các nhá, súp bát mặt. Các nhìn hai bên nó có hai cái lỗ để các bác lùa tay vào để khênh. Và logo khắc chìm B3. Logo B3 phía trước, và đời X bao giờ nó cũng có một cái đường sọc như này, kể cả đời X của loa full cũng như vậy. Loa full nó có các cái đời X như là X8i, X10i, X12i và X15i thì nó là đời cao nhất của loa B3, loa full. Còn đến đời súp thì là súp X18BI này là đời cao nhất các bác nhá. Bác nào đang chơi những quả súp X18BI này thì các bác biết là cái chất âm của nó cực kỳ là hay. Hình thức đẹp, thùng xịn, nguyên bản, zin nguyên bản tất cả từ trong ra ngoài. Đấy, sơn sần bóng. Đấy, hình thức bát mặt các bạn ạ, rất đẹp luôn. Đây cái căng này em đã tháo ốc sẵn rồi này. Đấy, và nhấc cái căng ra các bạn nhìn cái căng bằng sắt nhá. Đấy, cực kỳ đẹp và chắc chắn. Đây là phía bên trong của cái bát, cái màng bát này các bạn này, màng bát. Đẹp xuất sắc các bạn nhá. Zin bao zin tuyệt đối các bác nhá. Đời X và đời cao nhất đây các bạn nhìn cái màng của nó này, màng xịn luôn. Đấy, màng giấy xịn. Đấy, côn nón có này zin tuyệt đối. Bao zin tuyệt đối, gân vải lụa tầm dầu. Đấy, lỗ thoát hơi phía trước rất là lớn này, nó cho tiếng bát đánh cực kỳ uy lực. Quả này bác nào đánh thì cực kỳ là phê, và nó là phê tê tái luôn. Những dòng súp X18BI. Đây thông số kỹ thuật em cung cấp luôn cho bác để bác nắm được nhá. X18BI này. Đấy, đời cao nhất các bác nhá. Đời cao nhất, công suất của quả này là 500W các bác nhá. 500W một quả này. Đấy, 500W này. Các bác nhìn rõ. Đó, 500W này. Và trở kháng 8 ohm, độ nhạy 97 dB, trọng lượng là 50 kg các nhá, 50 kg. Hai đường vào ra, tem mã vạch, mã số mã vạch này, X18BI B3 xịn. Đấy, công suất là 500W một quả các nhá. 500W một quả thì oánh thì mắc phê luôn. Dòng của B3 này nó ghi công suất cực kỳ chuẩn luôn, kể cả loa full. Các bác biết đấy, những đôi loa full của B3 nhá, bát 40 từ 22 cùng 100 nó chỉ 400-500W thôi, nhưng mà đánh phá làng phá xóm luôn. Quả này của anh thì mắc phê luôn, phê tê tái luôn. Và anh rất là hay. Đấy, zin tuyệt đối các bác nhá, bao zin các bác yên tâm, hoàn toàn yên tâm. Đấy. Súp X18BI bây giờ em sẽ đứng máy, em sẽ quay cái nội thất để cùng các bác chiêm ngưỡng. Các bác chờ em để em tháo ra nhá. Dạ vâng, em đã tháo cái bát này ra. Đây các bác nhìn này. Hàng bãi xịn của B3. Đấy, súp đời cao nhất, model cao nhất của súp B3. Từ 22 các bác nhá, từ 22 côn 100. Những hàng xịn của B3 từ loa full đến loa súp thì chắc chắn rồi, trên nam châm của cái bát này nó sẽ được bắn tia laser. Đấy, các bác nhìn nhé, bắn tia laser, bắn chìm cực kỳ rõ nét, các bác không thể tẩy xóa được. Tem cross này. Đấy. Cái nam châm của dòng súp B3 này rất là dày nên cho tiếng bát cực kỳ lực lực luôn. Con này nó sở hữu cho 1, 2, 3, 4, 5, 6 xương gông cực kỳ lớn to. Chân kẹp hàng xịn của B3 nó là chân kẹp bằng đồng và ngóng luôn. Đấy. Các bạn nhìn nhá, rất đẹp luôn. Đấy, tất cả nguyên zin, đường gioăng để chống giảm giật và chống tiêu âm. Đây các bạn nhá, tất cả loa full cũng như vậy. Loa full và loa súp của B3, nếu như là bát 40 nó là từ to, loa súp là bát 50 nó từ to. Nó rất là nặng thì nhà sản xuất người ta sẽ đổ sẵn một cái lớp keo. Keo này là keo zin từ nhà sản xuất các bạn nhá, từ nhà sản xuất. Đấy. Keo zin của nhà máy luôn. Các bạn nhìn cái lớp keo zin. Đấy, nguyên zin nguyên bản, côn nhện tất cả là em bao zin tuyệt đối các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nó có một cái lớp keo đổ ở nhà sản xuất nhá. Đấy, kể cả những loa full bát 40 cũng như vậy. Ở đây súp 50 cái từ nó rất là lớn, rất là nặng. Đấy, màng bát này các bác nhìn, màng giấy và rất là nhiều đường sóng này. Đấy, tất cả côn nón đấy, là zin nguyên bản, gân vải lụa tầm dầu, đẹp xuất sắc luôn. Phải nói cặp súp này đời cao. Đấy, rất đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, bông tiêu âm của nó là bông xịn lông chuột. Đấy, bông xịn của bông còn cực kỳ đẹp luôn.
Đấy, tất cả trong quả súp này, cái thùng vách của nó rất là chắc chắn. Bông thì các bạn này, bông tiêu âm lông chuột là đặc trưng, là bông xịn của loa B3, cũng là súp B3. Và nhiều quả về cái bông này nó còn cũ tướp tư, nhưng mà những cái quả súp này là bông nó còn rất là đẹp và nhìn còn rất là mới các bạn nhìn này, rất đẹp luôn. Hàng bao zin bao xịn các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu muốn sở hữu những quả súp, em có hai quả. Đấy, các bác liên hệ với lại điện tử Cao Phong đây, các bác nhìn tem B3 này. Đấy, tem xịn của B3. Đấy, quay bên này nó lóa. Đấy, tem B3 nha các bác nhé. Hàng xuất sắc luôn. Bao zin nguyên bản 100%. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những quả súp hơi B3 đời X cao nhất. Đấy, B3X18BI. Công suất là 500W, độ nhạy 97 dB, trở kháng 8 ohm và trọng lượng là 50 kg một quả. Hàng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản 100%. Đấy. Các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại cũng là số Zalo 07722 60096. Em giao hàng toàn quốc. Xin cảm ơn các bác và anh em.